Vì vậy, tuy tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu Đại Từ thì an trụ tâm vô lậu mà tu Đại Từ, hoặc khi tu Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả thì an trụ tâm vô lậu mà tu Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Vì vậy, tuy tu Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu pháp không quên mất thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp không quên mất, hoặc khi tu tánh luôn luôn xả thì an trụ tâm vô lậu mà tu tánh luôn luôn xả. Vì vậy, tuy tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu trí nhất thiết thì an trụ tâm vô lậu mà tu trí nhất thiết, hoặc khi tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì an trụ tâm vô lậu mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì vậy, tuy tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nhưng không có hai tưởng. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi dẫn phát 32 tướng đại sĩ thì an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, hoặc khi dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc thì an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Vì vậy, tuy dẫn phát 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc nhưng không có hai tưởng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi hành bố thí Ba La Mật Đa thì an trụ tâm vô lậu mà hành bố thí Ba La Mật Đa, khi hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa thì an trụ tâm vô lậu mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu bốn tịnh lự thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn tịnh lự, khi tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu bốn niệm trụ thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn niệm trụ, khi tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu pháp môn giải thoát không thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp môn giải thoát không, khi tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi an trụ thánh đế khổ thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ thánh đế khổ, khi an trụ thánh đế tập diệt đạo thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu tám giải thoát thì an trụ tâm vô lậu mà tu tám giải thoát, khi tu tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ thì an trụ tâm vô lậu mà tu tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi tu tất cả pháp môn tam ma địa thì an trụ tâm vô lậu mà tu tất cả pháp môn tam ma địa, khi tu tất cả pháp môn đà la ni thì an trụ tâm vô lậu mà tu tất cả pháp môn đà la ni. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi an trụ pháp không nổi thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp không nổi, khi an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi pháp, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên khi an trụ chân như thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ chân như, khi an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì an trụ tâm vô lậu mà an trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát
vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu năm loại mắt thì an trụ tâm vô lậu mà tu năm loại mắt, khi tu sáu phép thần thông thì an trụ tâm vô lậu mà tu sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu 10 lực Phật thì an trụ tâm vô lậu mà tu 10 lực Phật. Khi tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, thì an trụ tâm vô lậu mà tu 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu đại từ thì an trụ tâm vô lậu mà tu đại từ, khi tu đại bi, đại hỷ, đại xả thì an trụ tâm vô lậu mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu pháp không quên mất thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp không quên mất, khi tu tánh luôn luôn xả thì an trụ tâm vô lậu mà tu tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi tu trí nhất thiết thì an trụ tâm vô lậu mà tu trí nhất thiết, khi tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì an trụ tâm vô lậu mà tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa, nên khi dẫn phát 32 tướng đại sĩ thì an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ, khi dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc thì an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng mà tu bố thí ba la mật đa, nghĩa là chẳng thấy ta có thể hành bố thí, ta có thể xả việc này, đối với việc này mà hành bố thí, do việc này mà bố thí, vì việc này mà bố thí, thì hành bố thí như thế là an trụ trong tâm vô lậu, lìa tướng, lìa ái, lìa san mà hành bố thí ba la mật đa. Khi ấy, chẳng thấy sở hành là việc bố thí, lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà hành bố thí ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu hành tịnh giới ba la mật đa, nghĩa là chẳng thấy ta có thể trì giới, ta có thể xả việc này, đối với việc này mà trì giới, do việc này mà trì giới, vì việc này mà trì giới, thì trì giới như thế là an trụ trong tâm vô lậu, lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước mà hành tịnh giới ba la mật đa. Khi ấy chẳng thấy sở hành là tịnh giới, lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà hành tịnh giới ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu hành an nhẫn ba la mật đa, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu nhẫn, ta có thể xả việc này, đối với việc này mà tu nhẫn, do việc này mà tu nhẫn, vì việc này mà tu nhẫn, thì tu nhẫn như thế là an trụ trong tâm vô lậu, lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước mà hành an nhẫn ba la mật đa. Khi ấy chẳng thấy sở hành là an nhẫn, lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như vậy là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà hành an nhẫn ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng mà tu hành tinh tấn ba la mật đa, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tinh tấn, ta có thể xả việc này, đối với việc này mà tinh tấn, do việc này mà tinh tấn, vì việc này mà tinh tấn, thì tinh tấn như thế là an trụ trong tâm vô lậu, lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước mà hành tinh tấn ba la mật đa. Khi ấy chẳng thấy sở hành là tinh tấn, lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà hành tinh tấn ba la mật đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu hành tịnh lự ba la mật đa, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu định, ta có thể xả việc này, đối với việc này mà tu định, do việc này mà tu định, vì việc này mà tu định, thì tu định như thế là an trụ trong tâm vô lậu, lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước mà tu tịnh lự ba la mật đa. Khi ấy chẳng thấy sự tu hành tịnh lự, lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà hành tịnh lự ba la mật đa.
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng tâm lìa tướng tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu tuệ, ta có thể xả việc này, đối với việc này mà tu tuệ, do việc này mà tu tuệ, vì việc này mà tu tuệ, thì tu tuệ như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước mà hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy chẳng thấy việc hành Bát Nhã, lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng tâm lìa tướng tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nghĩa là chẳng thấy ta có thể tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ta có thể xả việc này, đối với việc này, do việc này, vì việc này, thì tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng, không nhiễm ô, không chấp trước, mà tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Khi ấy, chẳng thấy việc tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng lại chẳng thấy tâm vô lậu này, cho đến chẳng thấy tất cả Phật Pháp. Như thế là Đại Bồ Tát an trụ tâm vô lậu mà tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc.